lò hỏa táng di động xuất hiện ngày càng nhiều ở Trung Quốc. Mới vừa bước vào những ngày đầu năm 2024, không khí ảm đạm đã bao trùm lấy cả Trung Quốc. Vì sao lại nói như vậy? Bởi vì hiện giờ các bệnh viện nhi và phổ thông đang quá tải, chật kín người, dịch bệnh đang tiếp tục lan rộng. Người dân Bắc Kinh cho biết, số người qua đời vì dịch ngày càng tăng cao, các lò hỏa táng cũng căng thẳng vì phải làm việc không ngừng nghỉ, người dân phải xếp hàng dài để được hỏa táng. Tuy nhiên, thông tin về dịch bệnh không được đăng tải trên các phương tiện truyền thông. Điều này đặc biệt khiến người dân lo lắng. Thế giới bên ngoài không hề biết rằng tình hình dịch bệnh ở Trung Quốc đang rất nghiêm trọng. Và đây, mọi người có thể nhìn thấy hình ảnh này. Đây chính là lò hỏa táng di động. Loại hình kinh doanh này đang ngày càng xuất hiện nhiều ở Trung Quốc. Không cần giải thích cũng biết nguyên nhân vì sao mà dịch vụ này lại nở rộ đến như vậy, phải không nào? Còn có một dấu hiệu nữa cho thấy việc Bắc Kinh đang che giấu số người qua đời vì dịch bệnh, đó chính là việc đốt vàng mã trên đường phố. Vào ngày 3 tháng 1, người dân Bắc Kinh được phóng viên The Epoch Times phỏng vấn cho biết đốt vàng mã ở các ngã tư đường phố là một cách truyền thống của người dân Bắc Kinh để tỏ lòng tôn kính với người đã khuất. Việc người dân đốt vàng mã ngày càng gia tăng chứng tỏ số người chết ở Bắc Kinh đang tiếp tục gia tăng. Truyền thông Trung Quốc lại không hề đưa tin đúng sự thật về những việc như thế này. Khi có người chết, người nhà sẽ đốt giấy ở ngã tư, dùng phấn vẽ một vòng tròn trên mặt đất rồi vẽ rối ra, có đường đi cụ thể. Để biết có bao nhiêu người chết ở Bắc Kinh, chỉ cần đếm các vòng tròn trắng đó trên đường phố là sẽ rõ. Ông Lý, một người dân thường trú tại Bắc Kinh cho biết, dịch bệnh vẫn tiếp diễn và chưa có dấu hiệu thuyên giảm. Trẻ em ngày nào cũng xin nghỉ, một lớp có hơn 30 học sinh, có khi đến 12 cháu xin nghỉ. Ông cho biết, nhiều bệnh nhân bị nhiễm virus corona mới, nhưng bệnh viện không cho phép nói hay kết luận là do Covid-19. Họ sẽ viết rất nhiều điều trong bệnh án, nhưng không bao giờ đề cập đến Covid-19. Thông thường tang lễ được tổ chức vào ban ngày, nhưng hiện nay số người chết rất nhiều và tang lễ vẫn tiếp tục được tổ chức 24/24 giờ. Nhiều nhà tang lễ đang được xây dựng và mở rộng. Một người dân sống ở phía nam công viên khoa học ở quận Triều Dương, Bắc Kinh cho biết, những năm gần đây, số lượng người dân đốt giấy ở ngã tư vào ban đêm ngày càng gia tăng, đốt nhiều đến mức đáng sợ. Một người khác cho biết, những người xung quanh tôi bị sốt, cảm, viêm họng, về cơ bản không dám đến bệnh viện vì bệnh viện chật kín người, sợ lây bệnh khác và lây nhiễm chéo. Không phải hiện nay có khoảng 6-7 loại virus sao? Các loại dịch bệnh cùng lúc, trong đó có virus corona mới. Khi tôi đến bệnh viện kê đơn thuốc vào cuối năm năm ngoái, ở khoa hô hấp rất đông người, tôi cũng ít ra ngoài vì sợ lây bệnh. Nếu bị nhiễm virus, uống thuốc cũng không khỏi, phải dựa vào sức đề kháng của chính mình. Trong bệnh viện có rất nhiều người có triệu chứng nặng, chẳng hạn như những người sốt cao không khỏi, nhiều người xuất hiện tình trạng phổi trắng. Tôi có một người bạn sốt cao không khỏi, có khi sốt tới 40 độ, sốt dữ dội đến mức vào bệnh viện cũng chẳng làm được gì. Có người trực tiếp phải rửa phổi, nhưng tôi không biết liệu họ có thể xếp hàng được hay không. Và tất nhiên là bạn không thể xem những thông tin này trên các phương tiện truyền thông Trung Quốc. Không có thông tin nào được công khai, tất cả thông tin công khai đều sai sự thật. Vì vậy, người dân hiện đang hoang mang và lo lắng. Họ không biết phải làm gì, nếu không có việc gì, hãy ở nhà nếu có thể. Nhưng cứ ở nhà mãi cũng cảm thấy khó chịu, vì không tập thể dục sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe, nên mọi người rất hoang mang. Một số người thực hiện giải pháp chỉ đi đến hai nơi, nơi làm việc và về nhà, không đi đâu khác, ăn cơm thì gọi đồ, nhưng gọi mua đồ vào mùa đông cũng bất tiện, do đó càng lo lắng không biết làm sao.